Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết ngày 27 tháng 3 tới, hai chuyến bay từ Singapore và Bangkok, Thái Lan sẽ hạ cánh tại thành phố Đà Nẵng, chính thức nối lại các đường bay quốc tế đến thành phố sau 2 năm gián đoạn vì đại dịch COVID-19. Theo Sở Du lịch, đến nay thành phố Đà Nẵng đã có 9 hãng hàng không mở lại 10 đường bay quốc tế trực tiếp tới Đà Nẵng, gồm hai chuyến bay đầu tiên Singapore-Đà Nẵng của Singapore Airlines và Bangkok, Thái Lan, Đà Nẵng của hãng Thái Vietjet khai thác vào ngày 27 tháng 3. Ngoài ra còn có các đường bay từ Kuala Lumpur, Malaysia, Đà Nẵng và Bangkok, Thái Lan, Đà Nẵng của Air Asia dự kiến ngày 1 tháng 4. Singapore, Đà Nẵng của Jetstar Asia dự kiến vào ngày 10 tháng 4. Trong đó đặc biệt có đường bay mới kết nối Đà Nẵng với New Delhi, Ấn Độ. Do hãng Vietjet Air khai thác từ tháng 9 năm 2022 sẽ mở ra thị trường quốc tế mới, thị trường Ấn Độ cho du lịch Đà Nẵng.